Mình sẽ xin phép đọc các gạch đầu dòng của bạn này luôn nhé, để cho anh em cùng biết. Hôm nay mình đọc thôi nhé. Đây là nội dung em cần anh giúp đỡ, vì đây là ắc clone để đi phó bản, mà ai dè trời độ nhấp một phát ra hoa lõ hồn toàn mỹ. Đấy các bạn ơi, đây đây, cái này là mình là phải cho lên 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 cái này. Đây, không các bạn lại nguyên văn bạn ấy viết đây, không bảo anh đọc điêu này. Đây nha. Đây. Ok. Đây các bạn này. Dạ đây là nội dung em cần anh giúp đỡ, vì đây là ắc clone chỉ đi phó bản, mà ai dè trời độ đấy, nhấp một phát võ hồn toàn mỹ giá luôn. Nên em review ắc này tái xuất giang hồ luôn. Tức là gì, bạn ấy đi phó bản đi ngang ấy, thế nhưng mà bạn ý nhấp một phát cái này nó toàn mỹ luôn. Đấy. Đấy, cũng cũng đẳng cấp cũng ngang cỡ NTM đấy. Nha. Thế thì bạn ấy mới quyết định là bạn ấy chơi cái ác này luôn. Đấy. Thế là nó hay không bằng hên các bạn. Rồi, cũng chẳng phải đập trứng đập chiếc gì như mà NTM đâu, mà một phát thì ra bộ toàn mỹ luôn. Đấy, các bạn thấy ở trên đời này có rất nhiều người làm bục phát là ra luôn đấy. Rồi, tiếp đến này. Thứ một, hiện tại ác của em đang đi băng Huyền, nên ác này muốn chuyển qua đi độc cho đều thuộc tính được không? Vì hiện tại sẽ có ít kháng độc. Nếu được thì em nên đi một thuộc tính, hai thuộc tính là võ hồn là băng. Ok. Đấy, thứ hai, đồ thì có thể phải thay toàn bộ, nên mong định hướng đồ công gồm những mong dòng gì? Vì em biến build lâu dài nên không muốn thay thế giới lui. Đấy, có một cái điểm cộng cho bạn này là bạn biết rất rõ ràng cách dòng, rất là dễ đọc đó. Tiếp đến dòng thứ ba ấy, đó là mục đích chính của em là PK Max. Em có suy nghĩ build theo hướng đồ thủ sẽ đi 10 đến 12 viên kháng, tức là bạn ấy muốn chơi những kiểu tanh ấy. Đây này bạn ghi nói này. Đấy. Thì có nên không ạ? Hay vẫn đi 66 rõ thân pháp. Ok, cảm ơn bạn nhiều. Rồi, thế thì mình sẽ ẩn đi và chúng ta về kho nhé, về kho khám phá xem bạn có gì ở kho này. Đang đốt cháo, đốt bang cháo bùng bùng này. Bạn đang đánh nhau chi chóe anh Kuroso này. À. Thế thôi bỏ cái này đi nhá, không là bọn nó bảo đá máy, chửi ầm lên. Mấy thằng hay chửi lắm. Lại đá máy rồi. Ok, đây ác này của bạn ấy thì như bạn ấy nói rồi đấy, là cũng đang nó chỉ là clone của bạn ấy thôi, clone full 6, nhưng là ác ác chính của bạn ấy tầm cỡ lắm đấy, clone full 6 nên ác chính khá tầm cỡ. Nhìn chung là không không có gì để review cả, bạn ấy muốn mình cho những cái gạch đầu dòng ấy, giải quyết cho các bạn, bạn bạn ấy cho mình những cái gạch đầu dòng để mình giải quyết cho bạn ý cái vấn đề thôi, còn bản sau là bạn sẽ tự làm. Đấy, nhiều thằng PM quá này, cái này gì đây? Ủa, đi đây. Ở cái đầu tiên ý, bạn nói là hiện tại đang đi băng. Thế, thế nhưng mà bạn ý đang muốn chuyển sang độc, tại vì độc trong tương lai nó hiện tại bạn nói bạn cũng biết là hiện tại đang ít kháng độc nên bạn muốn chuyển sang kháng độc. Mấy hai nữa ấy, là bạn nói là bạn đi map đấy, thế thì lại phải có một cái vấn đề như thế này này. Ok, trong không có đồ gì dư cả nên chúng ta sẽ tay không bắt giặc thôi. Cái điều đầu tiên bạn ấy nói là bạn ấy đang là clone, vì vậy bạn đang full 6, ok. Và bạn ý vì là được võ hoàn toàn mỹ nên bây giờ bạn ấy muốn làm ác chính. Thế thì chúng ta phải bàn cái việc là may cho bạn ý một cái điều này, cực may nhá, may mắn đấy, là vì bạn ấy mới đang full 6 thôi. Đấy. Nhỡ mà clone full 7, nhưng cái này hiếm. Clone full 7 thường ở bên chiến thần phong thiên là clone full 7, nhưng ở bên này hiếm. Thì tất cả những cái băng này này nếu bạn chuyển sang độc ấy, chúng ta gỡ hết ra và chúng ta cho lên 7 và chúng ta làm giảm kháng, cái điều này là hết sức ok. Còn cái vấn đề võ hồn băng bạn ấy cũng rất là tinh ý nhé, bạn ấy rất là tinh ý như này này, chứng tỏ bạn này là một cao thủ đấy, không phải dạng vừa đâu. Đây này, đây 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 đây, chỗ này này đấy, cái chỗ này này, cái chỗ này là bạn ấy không nói ra ấy, thế nhưng là TM chia sẻ, à không, không phải không, bạn ấy không nói ra mà bạn ấy nói không rõ, có thể là bạn ấy muốn
cái ý đồ của bạn ấy không được bộc lộ hoàn toàn ra bên ngoài cho người khác biết. Nhưng mà như này, lúc nãy nói rồi nhé, lúc nãy nói là cái việc băng này này hợp vào lên 7 để làm giảm kháng băng, thì vị trí chúng này, tất cả chỗ này hợp lại khả năng là cả giảm kháng hiện có nữa, thì khả năng là bạn làm là khoảng cỡ 3-4 viên đấy, cứ cho 3 viên đi, 3 viên 4 viên là giảm kháng băng 7, chắc được 3 viên rồi. Thế thì chúng ta chuyển sang đi đồ băng độc là cái lựa chọn bắt buộc, thì chúng ta không nên đi độc. Nguyên độc ấy, thì chúng ta lại bị vứt đi cái băng, mà bạn lỡ có băng đây rồi ấy, thì thôi tận dụng đi, nên chọn đồ băng độc hay độc tính. Thì ở đây bạn thấy mình, bạn mình thấy bạn có rồi này đấy nha. Thế thì bây giờ lại xảy ra một câu chuyện như đấy, bạn ấy nói võ hồn băng mà lại đi độc. Cái này nó sẽ liên quan đến một cái vấn đề lâu dài cho bạn ấy, thì bạn phải tự cân nhắc với bản thân mình rằng là ấy, trong tương lai bạn chơi đến cái mức nào. Nếu bạn chơi đạt được như cỡ mấy thằng Bảo Ngọc, Bảo Nhu, Bảo Duy, hay là Lãm Tức Vĩ các thứ, hay Lượng Tộp, hay là Đoàn Phi, hay là Ác Quỷ Sợ Ma các thứ ấy, thì là trong tương lai bạn nên thay võ hồn. Tại vì khi mà bạn lên cái mức giống bọn ý thì là võ hồn của bạn sẽ võ hồn cấp 5. Và thông thường võ hồn thì khi mà chúng ta hợp lên cấp 5 ấy, thì cái băng công kia nó cộng lên khá lớn. Băng công kia kìa, bỏ qua băng kìa, và hai dòng kháng ấy, thì không nói, nhưng mà nó cộng lên khá lớn. Thế nhưng mà nếu nhé, hãy nghe kỹ này, đấy là cái trường hợp mà bạn lên cao nhé. Nhưng nếu trường hợp bạn chỉ cũng là chơi ở mức tầm trung thôi, Long Văn 80 và Vương Lệnh đầy đủ thôi, mà võ hồn chắc là cũng chỉ để 1 thôi đấy, chứ cũng chưa chắc là lên được 2, hoặc là 1, 2, 2 thì cũng chẳng quan trọng đâu, 3 thì cũng chẳng quan trọng đâu, thì bạn chơi võ hồn băng được. Cái lý do ấy, bạn để ý vào đây này, tất cả những cái võ hồn ấy, cái điểm cộng nó là cái chính, cái phụ ấy nó là cái băng kìa. Cái băng công này này, chỗ này ở giữa ngay cạnh chuột mình này này, băng công 71 ấy kìa, kháng băng kháng huyền 29 này, 36 ấy kìa, võ hồn một nào cũng thế. Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng là cái băng này này nó chỉ có 71 điểm thôi, chỉ có 71 điểm thôi, nó bằng đúng cái số lẻ của bạn. Ví dụ như đồ này 171 này, giả sử như một cái nhẫn phù nào đấy của bạn 171 ấy, nó bằng đúng một số lẻ. Thế cho nên nếu như bạn đi võ hồn băng ấy, thì cái thuộc tính chính của bạn ấy, là cái thuộc tính độc ấy, nó chỉ thấp hơn đối với những thằng khác đi võ hồn độc đúng 71 điểm. Thế nhưng mà cái được của bạn ở đây này, cái được của bạn ở đây ấy, là bạn sẽ có cái giảm kháng phụ hơn những thằng khác là 36 điểm. Nếu như may mắn bạn luyện được ở đây nữa mà có cái giảm kháng phụ nữa, thì gần như là bạn sẽ lãi được ra một slot ngọc. Chính là cái slot ngọc giảm kháng phụ ấy nha, chính bằng một slot giảm kháng phụ ấy. Còn cái điểm cường thể kia thì võ hồn toàn mỹ thì kia bạn nó cộng thì ok đúng không? Ví dụ như một cái võ hồn độc nào toàn mỹ điểm cũng như này ấy, thì nó khác gì nhau đâu, nó chỉ khác mỗi cái đó là cái băng kia kìa. Còn cái việc skill ở dưới này này thì mình chia sẻ với bạn ấy là bạn vẫn có thể lấy băng được, không sao cả đâu. Tại vì khi đánh vào ấy, nếu mà bạn giảm kháng phụ bạn nó khá là ok ấy, thì nó vẫn rất là tốt. Thế nhưng mà cái lãi ở đây ấy, là bạn sẽ lãi được một slot giảm kháng. Thì cái bí quyết khi mà mình, các bạn thấy ác thiếu lâm của mình hay mặc võ hồn hỏa ấy, nhưng mà võ hồn hỏa của mình là cấp 4, thì đấy chính là lý do như vậy. Các bạn thấy ác ngami của mình ấy, mình Agami băng phong thì hôm trước ấy, kể cả ác nào cũng thế, không chưa ác băng phong nhé, ác ngày trước là Tô Tuyết Lam mình đi băng nhưng mình toàn mặc võ hồn huyền ấy. Thì đây chính là cái lý do bạn sẽ lãi được một slot, slot đấy bạn đập viên riêng chính xác vào, chính xác bạn phọt lên cao đấy, hoặc bạn đập viên nội công, hoặc bạn đập viên gì vào, hoặc bạn đập thêm một viên giảm kháng băng giảm kháng huyền vào, vân vân. Cái gì tùy bạn, bạn sẽ lãi được một slot. Và nếu như ấy, chúng ta tính công bằng ấy, thì bao giờ bạn, ví dụ như nhé,
Ví dụ như thằng kia nó ốp một viên kháng băng đấy là 90 điểm, giảm kháng băng 7 ấy. Thì bạn ốp một viên giảm kháng băng 7 thôi thì cũng được có 90 điểm thôi. Thế nhưng mà ví dụ như cái áo của nó chẳng hạn ấy, ví dụ như cái áo của nó có kháng, ví dụ chỗ này trường nó kháng băng này, kháng hỏa nguyên đấy, nhưng mà nó kháng băng 20 điểm ấy, thì 90 cộng mới lại 20 ấy, thì là 110. Thế nhưng mà bạn lại thuộc dạng đẳng cấp hơn nhiều, là bạn có 36 điểm ở đây này, bạn chơi lại nó đúng không? Thế mà bạn vẫn phọt lên nó nhưng mà nó không biết tại sao cả. Thì đây chính là cái bí quyết nhé các bạn. Ok rồi. Thế thì đấy là cái lý do mình chia sẻ với bạn là bạn có thể chơi theo cái cách này. Còn vì là bạn còn ngọc dư băng rồi cho nên là bắt buộc bạn phải chơi băng, 12 nữa võ hồn của bạn là băng rồi nên cho nên là bạn chưa băng độc nhé, sorry, chưa băng độc. Đấy, thế còn tiếp này, đồ có thể thay toàn bộ nên mau định hướng về đồ làm như nào cho hợp lý và lâu dài. Thì mình chia sẻ bạn này là bạn cũng chưa nói là bạn lôi định làm con này là lôi đài hay là đi map nha, bạn chưa nói là cái điều đó. Thế nhưng mà theo mình ấy thì riêng với cái thằng đào hoa này này là chúng ta nên ưu tiên về mạng nội thủ một chút, tại vì nội thủ nó hơi kém. Nội thủ nó hơi kém một chút nên chúng ta nên ưu tiên cái loại đó. Thì cứ đồ nào có nội thủ là bạn cố gắng bạn mặc hết vào. Như ở đây là mình thấy bạn có hết rồi đấy, nhưng mà nó vẫn chỉ được 36 24k này thôi. Thì chúng ta có thể khắc phục bằng những sự sản sử như là cái món đồ nó... Đây mình thấy bạn cũng có chí rồi đây này nên nó mới được thế đấy. Chí 91 này, chí 100 này, chí 86 này, chí 64 này, chí 90 này. Nên là mới được như này đấy. Nhưng không như mình là chỉ có 15k thôi. Thì theo mình ý là nên ưu tiên về mặt nội thủ. Những cái món nào mà có ngoại thủ có cũng được mà không có cũng được. Nhưng nội thủ là phải có. Nhá, không được bỏ. Bỏ đi là nó mất một khúc đấy. Thường thường nội thủ của đồ là 1k7, cứ cứ cho là 1k8 trung bình đi. Nhưng ta phải có. Rồi, còn về đồ công ấy thì cứ hai thuộc tính băng độc thôi. Mình thấy bạn có một món như này rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể đổi nốt cái dòng cường lực kia thành dòng tất cả thuộc tính, tức là băng độc, ngoại công, chính xác, thể lực, thân pháp và tất cả thuộc tính. Điểm thì càng cao càng tốt, max là 171. Thì đấy là cái lựa chọn của bạn. Thế còn giảm kháng ấy thì cái số băng của bạn ấy bạn bạn gom vào bạn làm lên 7 và làm giảm kháng ấy thì được bao nhiêu viên thì bạn ốp tất vào. Mình nghĩ là được khoảng 3 viên. 3 viên cộng thêm với giảm kháng ở võ hồn này nữa thì coi như là 3 viên rưỡi. Thì thằng khác nó kháng phụ 3 viên ấy là bạn bỏ qua được rồi. Đấy. Còn nó kháng vượt lên hơn ấy thì gần như bạn chỉ đánh vào thuộc tính độc thôi, thì cái đấy chúng ta phải chấp nhận không sao cả. Ok. Rồi còn băng phách thì bạn làm nhé. Ở trên kênh đã có video cách làm băng phách thần châm là TM rồi. Sẽ thấy video. Ok, thế thì à đây có dòng cuối bạn nói là mục mục đích, sorry bạn nhé, mục đích của em là PK Max nên em có suy nghĩ build theo hướng đồ đi 10 đến 12 viên kháng để làm tanh cơ. Cái dòng này nó ở bên dưới, sorry bạn nhé, bây giờ mình mới đọc đấy. Thì như này, nếu như mà bạn ốp kháng để đi tanh cơ Max ấy thì theo mình ấy, nhé là bạn nên đi 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 đã tanh ấy thì ra tanh chứ không tanh nửa mùa. Chúng ta nên chọn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 và 20. Đóng cho mình hẳn 20 slot kháng luôn. Và kháng cái gì ấy, thì theo mình nghĩ là bạn nên kháng hỏa và kháng nguyên. Đấy là hai lựa chọn ok nhất. Thế nhưng nếu bạn muốn toàn diện ấy, thì bạn nên làm đến hai sát thủ. Thì chúng ta ví dụ như tầm này ấy, biết đâu là độc nó ít, nhưng mà sau khi thằng TM chém gió tào lao trên livestream thì một thời gian nữa biết đâu kháng độc nó lại nhiều lên thì sao, lúc đấy chúng ta không biết được. Thế cho nên là ấy, cái kháng gì ấy, mình nói rồi đó là không toàn diện được. Còn cái phép mà bạn đếm kháng của đối phương ấy, thì nó cũng theo thời điểm. Ví dụ bạn địch của bạn ấy là cái bang gì, anh bang gì đang bị tốt đây này. Đây.
Đấy, đệ nhất với cờ nai này thì xem chúng nó kháng gì, chúng nó đi thuộc tính gì ấy, thì bạn kháng theo cái đấy. Mà theo mình đã tanh ấy, bạn có nói đến tanh là đã tanh ấy thì 26 slot luôn. Thậm chí sau này võ hồ băng phách cái báo băng lạnh 22 slot luôn. Nhưng mà nên kháng bám theo cái này họ hoặc một hoặc hai loại. Tùy, nếu bạn có thể kháng băng hoặc kháng huyền cũng được. Bám theo kháng băng kháng huyền cũng được. Thì mỗi loại của bạn là 11 viên. Thì vị trí là 10 viên là 900. Đấy, 11 viên là 990. Cộng thêm võ hồn, cộng thêm râu ria nữa là bạn được khoảng cỡ 1k rồi. 1k kháng là ok, trung bình bọn nó giảm kháng có khoảng 700 thôi. Thường thường là cỡ 650 đến 700. Tại vì 9654 cộng râu ria võ hồn nữa khoảng 650 700 thôi. Còn thằng nào mà đóng full giảm kháng ấy, riêng cái bọn đấy mà là đóng phun giảm kháng ấy, thì cái đam F1 đương nhiên là sẽ thấp nhé, đam F1 sẽ thấp thì thông thường là không khoảng 800 900 là nó phải hy sinh lắm, nhiều lắm slot rồi đấy. Nhưng mình cũng chưa thấy là nếu như bạn muốn cao thủ hơn nữa thì bạn nên chuyển có một cái phương án dự phòng. Cái phương án dự phòng này nhà như này này, nhưng nãy mình nói là bạn 12 22 slot bạn chia cho hai nhé, thì chúng ta có là 11 và 11. Nhưng mà riêng ở cái này này, cái băng phách để châm ấy, bạn nên cho nó là một loại. Mình lấy ví dụ nhé, hai viên ở chỗ này là bạn ốp hai viên kháng băng. Vẫn chia đều nhé, vẫn chia đều 11 trên người nhé, nhưng riêng chỗ này là hai viên kháng băng. Chứ đừng có ốp hai loại ở luôn cái này. Tức là đừng có ốp hai loại là kháng băng và kháng huyền ở trên cùng một cái. Mà thường thường đóng hai thì hai luôn đi, ví dụ hai 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 quả đây này, hai huyền ở đây thì thế. Để làm gì? Để giả sử ý, bạn đánh nhau ý, mà trên map ấy thấy cái kháng huyền nó đuối quá thì bạn có sẵn một cái băng phách trong tay này này, là cái băng phách đó ốp hai viên kháng huyền, nháy vào phát cho nó thay hai viên kháng băng ở đây ra. Tương tự nếu như bạn thấy kháng băng nó điêu quá đuối quá thì bạn nên sắm thêm một cái liên nữa, thì cái chỗ này là liên này ốp hai viên kháng huyền, bạn hiểu ý mình không? Chúng ta thay vào thì ngay lập tức 11 đấy nhá, 11 nó sẽ biến thành 13. Thậm chí bạn cao thủ hơn nữa thì bạn giả sử chưa có Long Quan 80 ấy, thì 13 nó có thể biến thành 15 nữa. Xoay chỉ đúng hai phát click thôi. Để trong tuần này thế này này, kích nháy vài bụp phai mất vào thôi xong rồi gì. Giả thử nhé, bạn đánh hết rồi, bạn quay 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 rồi lấy thằng kia ấy. Mà bạn còn khoảng cỡ nửa máu này này, xong là có một thằng đường môn huyền nó chạy theo bạn, nó dồn theo bạn ấy. Đấy, nó phóng phi thân, nó phóng theo bạn, nó càn ấy. Thằng đường môn huyền đúng không? Ờ mày lại đây, nháy hai phát vào quay lại vả thẳng mặt nó, mặc dù bạn có tí máu nhưng mà sấp mặt ngay gì đâu. Nó đang giảm kháng vượt được bạn nhưng mà bạn thay hai món đồ á, quay lại quật lại nó luôn. Thì đấy là cái cách. Chứ đừng có ốp mỗi loại mỗi mỗi đồ luôn hai viên, ví dụ như là cái này kháng độc rồi, xong rồi đốt ốp viên thứ 4 lại kháng hỏa, cái lúc đó nó khó xoay. Nha, nên ốp cứ 2222 thôi, nó vừa đẹp và nó tông xì tông nó đẹp. Thì đấy là cái chia sẻ của mình để tất cả những ngày đóng dòng của bạn, thì hy vọng trong tương lai mình sẽ thấy của bạn một con quái vật tanh hơn ha. Thì sau đây là bạn sẽ được bắt đi, đấy là tất cả những đóng dòng mình chia sẻ với bạn nhá. Trong tương lai nếu như mà mình thấy khi nào bạn ôn 7 ấy, bạn võ hồn toàn mỹ lên mắt điểm hết các thứ ấy, thì hy vọng là bạn sao lại lần nữa thì có thể là chúng ta sẽ nhìn thấy cái chỉ số của bạn sẽ rõ ràng hơn. Còn tầm này thì bạn ấy cũng nói rồi là bạn ấy đã clone, bạn ấy nháy được võ hồn nên là bạn ấy mới làm thôi. Ok nhá. Thì bạn ơi, mình nhắn cho bạn ấy ngay.